Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm bài tập số 48 kiểm tra ma trận có tồn tại số dương hay không. Để làm rõ hơn cái yêu cầu của bài toán này thì mình sẽ xét một cái ví dụ. Ở đây mình cho ví dụ một cái ma trận A gồm có hai hàng và ba cột, gồm các phần tử là 1, âm 2, 4, 3, âm 1, 5. Thì nhìn vào đây thì các bạn có thể thấy đưa ra kết luận ngay là nó tồn tại số dương, đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây vì cái số 4 này mình chỉ đưa ra một cái trường hợp phần tử là dương thôi, là nó lớn hơn 0 nên là nó sẽ tồn tại số dương, đúng không ạ? Đấy. Thì đây là với những cái trường hợp mà cái ma trận này là nhỏ và các cái số nó dễ nhận biết và kích thước của nó cũng nhỏ nên là chúng ta có thể nhìn vào và có thể biết được ngay. Nhưng với cái trường hợp mà ma trận lớn với các cái số lớn có giá trị lớn thì mình sẽ rất khó có thể tìm được nó có tồn tại số dương hay không, đúng không ạ? Đấy. Thì để làm được cái điều đó thì chúng ta cần phải có một cái thuật toán để giải bài tập đó, đúng không ạ? Thì cái thuật toán mà mình đưa ra là như sau. Đấy, mình sẽ dùng một cái vòng lập for và sẽ kiểm tra những cái phần tử của cái ma trận này, nếu tại vị trí tại cái trường hợp AEG nào, tại cái phần tử AEG nào mà nó lớn hơn 0. Đấy, để ta so sánh nó với 0. Nếu một số mà lớn hơn 0 thì đó là số dương, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta sẽ phải kiểm tra cái phần tử AEG đấy, nó có lớn hay không hay không. Nếu kiểm tra phát hiện thấy nó lớn hơn 0 thì sẽ dừng cái vòng lặp lại và sẽ in ra kết quả luôn là nó tồn tại số dương đấy, chứ không cần phải quan tâm đến những cái giá trị AEG phía sau đó đấy. Thì đó là cái thuật toán để giải bài tập này. Thì đầu tiên mình cũng có soạn sẵn một số cái bước cơ bản như là khai báo thư viện này, như là cái hàm nhập ma trận hay là xuất ma trận, đúng không ạ? Rồi thì những cái phần này thì mình đã nói rất rõ ở những cái bài trước rồi, đúng không ạ? Và ở bài này thì mình chỉ nói qua thôi ạ. Đầu tiên thì các bạn phải khai báo thư viện này, gồm ngoại tdo corneo mask, và sau đó define một cái mask có độ lớn là 100 này. Sau đó trong cái hàm nhập mạng này, nhập mạng thì chúng ta cần phải nhập cái số dòng và số cột cho ma trận, đúng không ạ? Và sau đó thì để nhập thì mình dùng một cái cấu trúc do while để nhập vào cái số dòng, và trong cái này thì mình sẽ kiểm tra điều kiện của cái dòng luôn, số dòng luôn. Đấy. Nếu như không hợp lệ thì sẽ nhập lại. Đấy. Cho đến nào khi nào hợp lệ thì sẽ tiếp tục những cái cấu lệnh phía sau về nhập số cột, vì nó hoàn toàn tương tự với nhập số dòng. Và sau khi đã nhập số cột vào dòng thì chúng ta sẽ đi vào cái nhập cái giá trị cho từng phần tử của ma trận. Đấy. Ở đây mình sử dụng hai cái vòng lập for. Vòng lập for đầu tiên sẽ chứa cái vòng lập for thứ hai. Đấy. Và trong này thì nó rất đơn giản, các bạn cần phải có câu lệnh print, cần có một cái biến thay thế. Đấy. Đấy, cái vòng lập for đầu tiên thì mình sẽ giải thích như sau. Nó sẽ chạy từ cái giá trị 0 cho đến cái giá trị dòng trừ 1. Và với mỗi cái giá trị của y này thì nó sẽ chạy hết tất cả các giá trị của g, sau đó sẽ tăng y lên và tiếp tục chạy hết tất cả các giá trị của g. Đấy, nó cứ làm như vậy cho đến khi đến cái giá trị y bằng dòng trừ 1. Đấy. Và cái giới hạn của cái g này thì nó sẽ chạy từ 0 cho đến cột trừ 1. Đấy. Đấy, vì tất cả những cái vị trí ở trong cái c thì người ta thường bắt đầu bằng cái giá trị 0, và mục đích của nó sẽ là tiết kiệm cái bộ nhớ cho cái tiết kiệm cái bộ nhớ cho cái máy tính của bạn ấy. Rồi sau khi đã xong cái hàm xuất nhập mạng thì ta đi vào hàm xuất mạng. Trong hàm xuất mạng này thì mình cũng sử dụng một cái vòng lập for, hai vòng lập for EC như cái phần nhập mạng ở đây, và chỉ khác rằng ở đây thì mình chỉ in ra giá trị chứ không nhập như cái phần nhập mạng ở trước, đúng không? Nhập ma trận này. Rồi cái có lệnh print ở đây thì
dùng để ngăn cách hai hàng với nhau cho cách ra cho nó đẹp đấy. Rồi sau khi đã viết cái hàm xong, nhập mã trần xuất mã trần rồi ấy, thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm tính toán. Hàm tính toán ở đây tức là gì? Yêu cầu của bài này là tìm ra cái gì, tìm ra kiểm tra xem là cái mã trần nó có tồn tại số dương hay không, đúng không ạ? Thì mình sẽ đặt cái tên cho cái hàm này sẽ là kiểm tra dương. Đấy. Và ở đây mình sẽ cần có cái A này. Và cần có dòng cột. Đấy. Trong cái hàm mà kiểm tra dương này thì mình cần phải làm gì? Thì đầu tiên thì mình cũng cần phải có một cái vòng lập for này. Để mục đích là gì? Để chúng ta có thể truy xét hết tất cả các cái giá trị của cái mạng A đó, của cái mã trần A đó. Đấy. Mình dùng cái vòng lập for này bằng 0 này. Xin lỗi. Đúng không ạ? Và sau đó cái điều kiện của nó là y bé hơn cái số dòng này. Và sau đó sẽ là y cộng cộng này. Cái vòng lập for đầu tiên thì nó sẽ chứa cái vòng lập for thứ hai. Trong cái vòng lập for thứ hai thì cái biến chạy của nó sẽ là biến g. G mình khai báo cho nó là kiểu nguyên bằng 0. À, g nó sẽ bé hơn là cột. Và g cộng cộng. Trong cái vòng for thứ hai này thì mình sẽ sử dụng một cái cấu trúc điều kiện, đó là cái câu lệnh if. Nếu như mà một giá trị dương thì theo các bạn thì nó theo như lý thuyết thì nó sẽ là một cái giá trị lớn hơn không, đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ kiểm tra dựa trên cái lý thuyết đó, tức là cái phần cự thứ a i g này, nếu như mà nó lớn hơn không đấy, thì mình sẽ in ra, mình sẽ return về, thì mình sẽ return về kết quả là có cái giá trị dương, đúng không ạ? Đấy, thì làm sao lại về có thể làm được điều đó? Thì ở đây mình sẽ khai báo thêm một cái biến gọi là biến kiểm tra, biến KT. Đấy, mình ban đầu mình sẽ gán giá trị cho nó là bằng 0. Đấy. Và khi cái mã trần đó có giá trị dương thì mình sẽ gán cái biến KT đó bằng 1 và sẽ thoát ra khỏi vòng lặp luôn bằng cái câu lệnh break này. Đấy. Tức là khi KT bằng 1 thì cái hàm kiểm tra dương này nó sẽ trả về cái giá trị là KT. Đây. Return về KT. Tức là mục đích của hàm kiểm tra dương này tức là gì? Khi k bằng 0, kt bằng 0 thì nó có ý nghĩa là cái mã trần A này nó không chứa giá trị dương. Đấy. Và khi mà cái kt này nó bằng 1. Khi kt bằng 1 có nghĩa là cái mã trần A này nó chứa giá trị dương. Đấy. Vì khi ở đây mình sử dụng câu lệnh if này, nếu như cái giá trị AEG nó mà lớn hơn 0 thì sẽ là cái giá trị AEG nó sẽ là giá trị dương, đúng không ạ? Và sẽ trả về cái biến KT này là bằng 1. Đấy. Như vậy thôi ạ. Và sử dụng cái câu lệnh break này để chúng ta thoát ra khỏi vòng lặp, không cần phải quan tâm đến những cái phần tử phía sau đó. Đấy. Và sau đấy là cái hàm dùng để kiểm tra số dương, đúng không ạ? Bây giờ sẽ đi vào cái hàm main. Ở trong hàm main này thì mình sẽ phải làm gì? Thì mình sẽ cần phải khai báo cái mạng A này, mã trần A này. Rồi. Sau đó sẽ cần phải khai báo số dòng này, cái biến dòng này và biến cột này. Ok. Sau khi đã khai báo xong dòng và cột thì mình sẽ gọi cái hàm nhập mã trần này. Với những cái thông số là A này, biến là A này, cái mạng là A, mã trần là A, và sẽ là dòng và cột. Đấy, sau khi nhập thì mình sẽ
suất đúng không ạ? Và mình sẽ ngăn cách giữa cái hàm nhập hàm xuất ra hai hàng đúng không ạ? Nhìn cho nó đẹp sẽ là sau đây sẽ là hàm xuất này, xuất ma trận, đây sẽ là A này đúng không ạ, dòng này, cột đấy. Sau khi đã xuất rồi thì mình cần một cái biến, tạo một cái biến gọi là biến kết quả. Cái biến này thì nó có giá trị bằng cái giá trị trả về của cái hàm kiểm tra dương đúng không ạ, mà mình đã viết ở trước rồi đúng không ạ, A này, dòng này và cột đấy. Sau khi đã có cái biến kết quả này rồi ạ, chúng ta sẽ in ra đúng không ạ. Và ở đây thì nó có hai trường hợp, một là cái kết quả nó bằng 0 và hai là kết quả nó bằng 1. Nó bằng 0 khi nó bằng 0 thì nó sẽ in ra là cái ma trận đó nó không có cái giá trị dương nào. Và nó bằng 1 khi mà cái ma trận đó có giá trị dương đúng không ạ? Vì thế cái cho nên là mình sẽ sử dụng một cái câu trúc là if nếu như mà cái kết quả này này nó bằng 1 thì nó sẽ in ra cái dòng chữ là ma trận có số dương đúng không ạ? Đây. Còn nếu không thì mình sẽ dùng câu trúc if else. Nếu không thì nó sẽ in ra cái gì? Nó sẽ in ra cái dòng là nếu không tức là nó sẽ bằng 1 đấy, cái kết quả nó xin lỗi các bạn, nếu không thì nó sẽ kết quả nó sẽ bằng 0. Thì nó sẽ in ra cái dòng lệnh dòng chữ là ma trận không có số dương. Đấy. Như vậy thôi. Và sau đó sẽ sử dụng thêm một cái câu lệnh là get và return 0. Đấy, thì như vậy là mình đã xong cái phần viết hàm main cũng như là xong cái code cho cái bài tập này. Bây giờ mình sẽ cùng chạy và kiểm tra. Đấy, như vậy là nó không báo lỗi đúng không ạ? Ở đây mình sẽ nhập vào số dòng là 2, số code là 3. Và đầu tiên mình sẽ thử với ví dụ là có số chặn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Thì nó đã in ra cái ma trận ở đây rồi là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không ạ? Và nó đã in ra ma trận có số dương đúng không ạ? Đấy. Như vậy là ma trận này có số dương đúng không ạ? Đấy. Bây giờ mình sẽ thử với cái trường hợp là ma trận này không có số dương, tức là mình sẽ nhập tất cả các phần tử của ma trận là số âm cả. Đấy. Thì nó đã in ra cái dòng này. Đúng không ạ? Khi mình nhập tất cả các phần tử đây là số âm cả thì nó sẽ in ra ma trận không có số dương. Đấy. Rồi thì trên đây là cái bài tập kiểm tra ma trận có số dương hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.